Dạ vâng, chào mừng toàn thể các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Mạnh Hùng Audio với video tiếp theo bán dàn rất là độc đáo trong buổi chiều của ngày mùng 3 tháng 11 năm 2021. Vâng, vào buổi chiều ngày hôm nay rất hân hạnh cho cửa hàng điện tử Mạnh Hùng lại được đón anh Phong. Anh về với cửa hàng điện tử Mạnh Hùng từ khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội. Vâng, với bộ dàn rất là tuyệt vời, Kenwood 5G, khối loa 5i. Vâng, với những dòng này thì trên cửa hàng rất là nhiều các dòng loa 5i, loa 5G. Thể theo yêu cầu của khách hàng thì trong video clip này anh Phong lại thích những vành loa của đôi loa 5i, cho nên là anh đã lựa chọn đôi loa 5i. Vâng, xin cảm ơn anh Phong rất là nhiều, bộ dàn rất xuất sắc cho anh rồi. Xin bắt tay và cảm ơn anh Phong nha. Cảm ơn anh Phong, hôm nào vâng, cảm ơn anh rất là nhiều, hôm nào lại tiếp tục về nhà cửa hàng sắm tiếp với những bộ dàn âm thanh trên cửa hàng. Vâng, với bộ dàn rất là xuất sắc, từ loa đến máy cũng đẹp keng luôn. Vâng, với hai giải quay dàn đèn trắng xóa, hai cổng quang giải mã Kenwood 5G, chất âm của nó kỳ tuyệt đỉnh luôn, chỉnh bát chét trực tiếp ở trên âm ly được luôn. Lăm thớt của nó mặt tay nhôm, từ những chiếc e căng cũng còn zin nguyên bản đẹp luôn. Vâng, vẫn còn rất là nhiều. Mọi nhu cầu về mua sắm các bộ dàn âm thanh và các thiết bị audio, các bác liên hệ với em qua hai số điện thoại, đó là một số 0979086225 và tiếp theo một số nữa là 0936784225. Địa chỉ cửa hàng điện tử Mạnh Hùng, đối diện cửa bưu điện Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Có rất là nhiều các model dàn âm thanh trên cửa hàng điện tử Mạnh Hùng để các bác lựa chọn. Với video clip buổi chiều ngày hôm nay mùng 3 tháng 1 năm 2021, rất vui cho cửa hàng điện tử Mạnh Hùng lại được chào đón rất là nhiều các đoàn khách về với cửa hàng điện tử Mạnh Hùng trong video clip buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, với các dòng dàn âm thanh vẫn cập nhật thường xuyên liên tục trên cửa hàng điện tử Mạnh Hùng để phục vụ các bác chơi. Từ những dòng cao cấp đến bình dân trên cửa hàng điện tử Mạnh Hùng đều có luôn. Ngoài dàn âm thanh ra, cửa hàng điện tử Mạnh Hùng còn phối ghép rất là nhiều các dòng loa vừa nghe nhạc vừa hát karaoke hai chức năng. Có rất là nhiều các dòng loa BMB 850, loa BMB 2000 và BMB 480. Vâng, rất là nhiều các dòng loa đứng, dòng loa bass 30 củ full, bass 40 phối ghép với những cục đẩy vang số vang cơ để tạo thành những bộ hát karaoke đẳng cấp, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Có cả những dòng khúc trầm để các bác nào mà thích chơi không khất lớn. Trên cửa hàng điện tử Mạnh Hùng còn rất là nhiều các dòng Kenwood 5i, 5G, A85, A65, A68, A97 và tiếp theo các dòng độc đáo nữa. Các bác có thể là chơi những dòng Kenwood A76 và còn nhiều các model Sansui 700, DI, Sansui 900, Quốc Vàng, Sonly là VT V750 và tiếp theo là các dòng dàn Panasonic D50. Kenwood 5i vẫn còn rất là nhiều. Vâng, như các bác quan sát thì bây giờ anh Phong rất thích những cái dòng loa 5i, cho nên là anh đã chọn đôi loa 5i của bộ 5i dưới này, cho nên em mới đặt tạm đôi loa 5G vào đây. Bác nào mà thích lấy 5i đúng loa đúng máy có luôn, nhà em rất là nhiều. Trên này giờ còn những bộ dàn 5i rất là tuyệt vời, rất là nhiều. Kenwood 5i này, Panasonic DL7 Comle 6 thớt độc đáo này, Panasonic D7 dòng khủng 300W một cặp loa này, Panasonic D5 này, cả đôi nguồn của anh nhé. Vâng, tiếp theo nữa thì các dòng Panasonic dàn chung EH60X này, và lên trên này là các bộ Panasonic CH404 này. Một số những model dàn size chung cao cấp như Kenwood 1001 mặt phay nhôm dày vẫn còn rất là nhiều này. Rất là nhiều Kenwood 1001 các bác nhé. Trong tập trong tầm chục triệu các bác chơi những bộ dàn Kenwood 1001 ngon lành luôn, với các model độc đáo nữa, các to cao đại khủng long, đó là các dòng Victor G7 này, và tiếp theo là các dòng Kenwood 3G, Kenwood A65, Puler X750, X640 đều có trên cửa hàng. Vâng, rất là nhiều các bác ạ, theo các bác về cửa hàng điện tử Mạnh Hùng chọn mua Sansui 900 Quốc Vàng quá tuyệt vời các bác nhé. 340W một cặp loa, lên trên này các dòng Bass 27, toàn các dòng Puler X750, X640, A65, Panasonic D5500, Ken A76, Yamaha LS99 và các dòng Tiplic E70, rất là nhiều, Sonly MD717 và tiếp theo là cái dòng Sonly MD919 như bóc tốt luôn các bác nha.
Vâng, Sony MD919 như bóng tốp, Fuller Z310, Kenwood 7X và các dòng Kenwood A45, Kenwood 7G, Kenwood A85 thì lúc nào cũng nhiều rồi. Lên trên này là những dòng Kenwood H7 và tiếp theo nữa là Fuller Z9 này, Onkyo Yasai V A7 này và tiếp theo nữa là các dòng Kenwood H9 cũng rất là nhiều luôn, đều sử dụng các đôm hết. Vâng, với video clip buổi chiều ngày hôm nay mùng 3 tháng 1 năm 2020, vâng, vượt quãng đường khá là xa, anh Phong về với cửa hàng điện tử Mạnh Hùng từ Hà Đông, Hà Nội. Mọi nhu cầu về mua sắm các bộ dàn âm thanh và các thiết bị audio, các bác liên hệ với em qua hai số điện thoại có Zalo, một số 0979086225 và tiếp theo một số nữa là 0936784225. Địa chỉ cửa hàng điện tử Mạnh Hùng, đối diện cửa bưu điện Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Có rất là nhiều sự lựa chọn khi các bác về được cửa hàng điện tử Mạnh Hùng để chọn mua dàn âm thanh và các thiết bị audio. Vâng, rất là nhiều luôn các bác nhé, một rừng dàn âm thanh trên cửa hàng điện tử Mạnh Hùng để các bác tìm về chọn mua. Vâng, ok, xin bắt tay và cảm ơn anh Phong rất là nhiều. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều, vượt quãng đường khá là xa để chọn mua dàn âm thanh. Vâng, chia tay với đoàn khách từ Hà Đông, Hà Nội. Vâng, anh Phong đã về với cửa hàng điện tử Mạnh Hùng chọn mua dàn âm thanh. Các bác nào mà còn nhu cầu thì tiếp tục tìm về địa chỉ cửa hàng điện tử Mạnh Hùng, đối diện cửa bưu điện Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Như các bác quan sát thì nhà em nhìn thẳng ra là đối diện cửa bưu điện luôn. Các bác chú ý một chút, đi trên hướng lộ quốc lộ 37 thành phố Hải Dương và Ninh Giang, các bác chú ý đi qua Cầu Giàm 200m dừng lại ở cửa bưu điện Cầu Giàm, cột sóng rất là cao. Ở đó có 3 trụ sở chính rất là to: Ngân hàng Agribank, Tổng trường Trung học phổ thông Phúc Cửa Dụ và ngã ba bưu điện. Các bác dừng lại ở cửa bưu điện là em đã nhìn thấy các bác rồi. Các đoàn khách ở xa về, các bác chú ý nhắn tin qua hai số điện thoại đều có Zalo, một số 0979086225 và tiếp theo một số nữa là 0936784225. Vâng, đang hiện trên màn hình của các bác đó là hai số điện thoại, các bác chú ý lưu chụp lại hai số điện thoại này để tiện liên hệ. Và vâng, với khi các bác kết nối vào Zalo, em sẽ gửi vị trí cho các bác đi chính xác được về cửa hàng luôn. Hai số điện thoại của em đều có Zalo. Vâng, ok, với video clip này thì chia tay với đoàn khách từ Hà Đông, Hà Nội, em cũng xin phép dừng máy tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bác và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở các video clip sau. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều ạ.